Xin chào mừng quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng Audio với địa chỉ tại Lô 5, chợ Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Số điện thoại 0969 800 985. Mọi người xem video clip hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày các bác nhé. Hôm nay trong video này Thắng Hoàng còn một chiếc đẩy của GS. Đấy, một dòng công suất mạch Class H đời cao với công suất 600W một kênh. Hôm nay có một bác thợ bác khách thì bác ấy muốn nâng cấp lên chiếc đẩy khác cho nên bác đổi lại cho em chiếc đẩy này. Nâng cấp lên chiếc đẩy 4 kênh. Đấy thì bác đã đổi lại con đẩy này cho em. Hàng bao zin bao đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây là hình thức bên ngoài. Đấy. Đây số điện thoại qua Thắng đây. Đấy. Đây là bên trong. Đấy, bên trong này các bác nhá. Đây là bên trong. Chạy nguồn biến áp này. 8 tụ. 8 tụ 63V. Chắc là anh này nó hơi bị lóa. Quạt làm mát. Bo mạch Class H đời cao, bo dạng bo nằm. Bo nằm dạng này nó dùng tán nhiệt ít. Rất là mát, chạy rất là mát các bác nhá. Đấy một phép nó nằm ở đây. Nó không gắn ở về vị dưới mà nó chuyển lên trên đây. Các bo điều áp đây. Đấy. Đấy. Bo điều áp từng bo một. Bo số 1, bo số 2, nó hai cầu áp. Mỗi áp một bo này, đấy và một phép ở đây. Hai dơ le. Và dơ le này nó có định mức công suất nó ghi luôn ở đây các bác nhá. Đấy, 600W đây. Đấy. Chạy linh kiện cắm toàn linh kiện chớ 5 màu, dạng linh kiện cao cấp, linh kiện xịn. Đây là còn có một chiếc các bác nhá. Một chiếc thôi. Và con này cái dòng này nó xử lý bằng IC tín hiệu đời cao này, Opal đời cao này, 275 này, chất âm rất là hay con này luôn. Bass rất là dày, đánh rất là hay. Đấy. Và chiếc đấy này thì Thắng Hoàng bán cho các bác là 2.800.000 đồng. Các bác nhá, 2.800.000 đồng. Đấy còn có một chiếc duy nhất thôi. Bác nào cần thì hãy alo cho Thắng Hoàng, tặng kèm dây rắc cho các bác này, 2.800.000 đồng. Đấy, một mức giá vô cùng mềm trong cái thời buổi dịch bệnh kinh tế khó khăn, hàng khó về như này, cước lại cao nữa. Đấy. Lỗ cắm tín hiệu bằng các Canon này, linh tín hiệu này, chế độ đánh Ste này, Parinel linh tín hiệu này và chế độ Bray đánh chập kênh này. Đây là nó có hai lỗ cắm rắc nêu chích thì Thắng Hoàng tặng kèm luôn cho các bác hai rắc nêu chích và hai sợi dây Canon các bác nhé. Đấy. Chỉ có 2.800.000 đồng các bác sở hữu được một chiếc đẩy lên đến 600W công suất trên một kênh. Đấy. Được tặng kèm dây nhựa lằng nhằng luôn các kiểu luôn. Đấy. Và các bác xem livestream nhớ ủng hộ cho Thắng Hoàng, được đăng ký kênh để cập nhật video mới hàng ngày nha các bác nha. Đấy. Số điện thoại đây để các bác có thể tiện alo cho Thắng Hoàng. Vâng và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe thành công.